cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng có mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật về tình hình quân sự tại biển đông do Nam Anh thực hiện. Việc trục xuất tàu Mỹ mà Trung cộng tuyên bố hoàn toàn bị đặt theo Tina Hạ Giang của BBC nhận định về tuyên bố đã trục xuất tàu Mỹ khỏi vùng biển đông gần đây của Trung Quốc, Giáo sư Carl Tiger nói rằng. Điều này hoàn toàn là một bịa đặt có tính cách tuyên truyền. Hôm 28 tháng 4, Trung Quốc cáo buộc tàu chiến USS Barry của Mỹ đã đi vào vùng đảo Hoàng Sa ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền mà không được Trung Quốc cho phép. Trung Quốc cũng nói họ sau đó đã thiết lập một thủ tục để theo dõi, xác minh, xác định và trục xuất USS Barry ra khỏi Biển Đông. Nhưng ngày sau đó, một quan chức của Hải quân Hoa Kỳ nói rằng USS Barry không hề bị trục xuất như Trung Quốc tuyên bố và tàu khu trục được đặt theo tên của cha đẻ của Hải quân Mỹ đã tuần tra theo đúng kế hoạch mà không gặp phải bất kỳ hành vi không an toàn hoặc không chuyên nghiệp nào từ máy bay hoặc tàu chiến của Trung Quốc. Trao đổi với BBC News tiếng Việt qua email từ Canberra, Úc, nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam và ban giao quốc tế giải thích rằng Trung Quốc tuyên bố như thế với mục đích tuyên truyền và cảnh báo các quốc gia khác trong khu vực. Giáo sư Carl nói, mỗi khi mà Hải quân Hoa Kỳ thực thi quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, Trung Quốc lại đưa ra loạt tuyên bố tương tự là họ đã theo dõi, kiểm soát và trục xuất tàu chiến Hoa Kỳ. Đây hoàn toàn là những lời ngoa ngữ cường điệu trung quốc có phương tiện giám sát để xác định khi nào tàu chiến của hoa kỳ đi vào vùng biển mà trung quốc tuyên bố là của riêng họ và mỗi lần như thế trung quốc thường điều ra một máy bay để rình rập tàu chiến mỹ trên biển thường thì tàu chiến hoa kỳ và nhân sự của hải quân quân đội giải phóng nhân dân plan plan có liên lạc với nhau trong những lần nghìn chiến đó. Sau khi tàu chiến Hoa Kỳ hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi vùng biển do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, Trung Quốc tuyên bố họ vừa trục xuất tàu Mỹ. Trung Quốc đang sử dụng chiến tranh thông tin để cảnh báo các quốc gia trong khu vực là họ sẽ chịu chung số phận này nếu tàu của họ xâm nhập vào vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Công bố cường điều này của Bắc Kinh cũng nhằm vào đối tượng trong nước để chứng minh rằng chế độ Tập Cận Bình đang bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc một cách kiên quyết chống lại chủ nghĩa quân phiệt của Hoa Kỳ. Người phát ngôn của hạm đội 7 Hoa Kỳ chắc chắn đã công bố rõ nếu Trung Quốc có bất kỳ động thái quân sự không chuyên nghiệp nào với tàu chiến USS Berry DDG-52, ví dụ trong việc liên quan đến một tàu chiến của PLAN Plan nhào đến tàu chiến USS Decatur một cách nguy hiểm hồi tháng 9 năm 2018. Hoa Kỳ đã công bố khúc phim về cuộc chạm trán này để chứng minh quan điểm của mình. Trong trường hợp USS Berry, một phát ngôn viên của Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố rằng hoạt động của tàu được tiến hành theo kế hoạch mà không gặp phải bất kỳ hành vi không an toàn hoặc không chuyên nghiệp nào từ máy bay hoặc tàu chiến của Trung Quốc. Chúng ta không nên đánh giá là những tuyên bố của Trung Quốc và Hoa Kỳ có giá trị ngang nhau. Khi mà Trung Quốc sử dụng thuật ngữ trục xuất thì đó là một điều bìa đặt trong việc tuyên truyền của PLAN. Plan. BBC có câu hỏi với giáo sư. Theo giáo sư thì sự di chuyển của USS Barry trong thời gian đó ở Biển Đông có tầm quan trọng gì? USS Berry đến đó theo một lộ trình thường xuyên hay với mục đích nào khác? Giáo sư Carl Taylor trả lời như sau. USS Berry có cuộc tuần tra với mục đích thực thi quyền tự do hàng hải FONOP để thách thức những gì mà Hoa Kỳ cáo buộc là yêu cầu bất hợp pháp của Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam là phải báo trước cho những nước này biết trước khi vào vùng biển gần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc đã vẽ những đường cơ sở quanh quần đảo Hoàng Sa. Chúng tôi không có thông tin chi tiết về đường đi chính xác của USS Berry, nhưng có khả năng đó là hành động thách thức, yêu sách quá mức của Trung Quốc đối với vùng biển bên ngoài Hoàng Sa dựa trên các đường cơ sở này. Hiện với sự lãnh đạo của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Hoa Kỳ rõ ràng đã có một sự thay đổi trong chính sách FONOPS, để hoạt động hải quân phù hợp hơn với chiến lược quốc phòng được ban hành vào năm 2018 của nước này. Tài liệu của chính sách quốc phòng 2018 kêu gọi các lực lượng quân sự Hoa Kỳ phải làm sao để thể hiện trăm ngôn, chiến lược, đoán được, nhưng hành tung khôn lượng. Chuyến tuần tra của USS Berry được tháp tùng ngay ngày hôm sau bởi việc thực thi quyền tự do hàng hải chưa từng có của USS Bunker Hill. CG-52 ở vùng biển quanh Đà Lạt, Gavin Reef ở Trường Sa. BBC có câu hỏi, ông nghĩ gì về thái độ khá lớn lối của Bắc Kinh khi bảo quân đội Hoa Kỳ hãy về nhà và tập trung vào phòng ngừa COVID-19 đi, thay vì đi gây bất ổn cho hòa bình và an ninh khu vực? Giáo sư Cạc Thầy giờ trả lời, hành động quan trọng hơn lời nói. Hòa bình và an ninh khu vực ở Đông Nam Á chưa kể trên toàn cầu, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi virus corona xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc. Rõ ràng là ngay từ đầu, Trung Quốc đã đàn áp những báo cáo trong nước về COVID-19 và không minh bạch trong việc truyền đạt cho cộng đồng quốc tế rằng virus này có thể lây truyền giữa người và cực kỳ nguy hiểm. Các hành động chỉ vì tư lợi của Trung Quốc đã dẫn đến sự lây lan của COVID-19 khiến cho hơn 3 triệu 400 ngàn người bị lây nhiễm tại ít nhất là 187 quốc gia, gây ra cái chết của gần 250 ngàn người. Hai chuyến tuần tra thực thi quyền tự do hành hải gần đây nhất của Hoa Kỳ đã đến và đi mà không tạo bất kỳ suy giảm nào trong an ninh khu vực. Trên thực tế, hoàn toàn ngược lại, Trung Quốc đang bị chỉ trích nặng nề là đã lợi dụng đại dịch tiết khẳng định mạnh mẽ hơn các tuyên bố chủ quyền đối với biển đông và khu vực và các nước nhỏ quanh vùng hoan nghênh sự hiện diện của hải quân hoa kỳ bbc nhắc đến virus corona thì ngoài mục đích thực thi quyền tự do hàng hải hoa kỳ còn có động cơ nào khác khi đưa hai tàu chiến us berry và USS Bunker Hill đến Hoàng Sa giữa lúc mà hai nước đang căng thẳng vì Mỹ buộc tội Trung Quốc để giải quyết sai và giữ bí mật về sự bùng phát virus khi nó vừa xảy ra. Giáo sư Cartier cũng có một động lực khác. Thủy thủ Hoa Kỳ trên tàu USS Theodore Roosevelt và tàu USS Kidd đã bị nhiễm virus corona bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc lợi dụng thời cơ này để lập luận rằng Hoa Kỳ đang hoạt động ở một vị trí yếu kém. Trong khi đó, Hoa Kỳ đang cố gắng khắc phục một trở ngại về quan hệ công cộng bằng cách chứng minh rằng Hoa Kỳ có thể duy trì sự hiện diện của hải quân nước này ở Biển Đông. Về mặt này thì USS Barry đã tuần tra hai lần qua eo biển Đài Loan vào tháng 4 trước khi triển khai đến Hoàng Sa. USS Bunker Hill đã tham gia với USS America ở vùng biển ngoài khơi đông Malaysia để chứng minh sự hiện diện của Hoa Kỳ khi lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc và tàu khoang văng DZ-8 đang quấy rối các hoạt động thăm dò dầu khí của Petronas, công ty dầu khí của nhà nước Malaysia. Kính thưa quý vị, VTV sáng nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hãy đóng góp ý kiến cho VTV. Xin email về at gmail com Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Tổ chức Ngày Nhân quyền cho Việt Nam, Việt Nam Human Rights Day, May 11 Organization. Thư mời, tham dự lễ kỷ niệm năm thứ 26 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam. Việt Nam Human Rights Day 2020. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, quý vị đại diện cộng đồng, quý đoàn thể cùng quý đồng hương, nghị quyết chung SJ168 của Quốc hội Hoa Kỳ và công luật số 103 258 do Tổng thống Bill Clinton ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1994 đã vinh danh và công nhận ngày 11 tháng 5 là ngày nhân quyền cho Việt Nam đạo luật này không những nói lên sự cam kết ủng hộ của chính phủ và nhân dân hoa kỳ đối với công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ và nhân quyền cho dân tộc việt nam mà còn thể hiện ý chí và quyết tâm người việt hải ngoại luôn đồng hành tranh đấu và yểm trợ để bảo vệ những nhân quyền căn bản của người dân trong nước vì hoàn cảnh đại dịch virus Vũ Hán, lễ kỷ niệm năm thứ 26 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam sẽ được tổ chức trực tiếp trên mạng xã hội Facebook Việt Nam Human Rights Day và YouTube Ngày Nhân quyền cho Việt Nam 2020. Thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2020, vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 10 giờ sáng giờ Houston, 8 giờ sáng giờ Little Saigon và 10 giờ tối giờ Saigon, Đồng bào trong và ngoài nước có thể theo dõi trên YouTube, Facebook hoặc xem lại sau đó bất cứ lúc nào. Trân trọng kính mời. Destiny Nguyễn, trưởng ban tổ chức.